Chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đến với kênh Văn Channel. Thì hôm nay mình đi chợ các bạn, thì mình không biết mua cái gì các bạn ơi. Cái mình thấy cua, thấy tôm còn tươi còn ngon quá nên mình mua về mình quay cho các bạn xem luôn ha. Mình là thử làm mâm hải sản các bạn. Ăn nào trước đây? Ăn cua hay ăn tôm trước các bạn? Tôm nhiều quá à, hay mình ăn tôm trước các bạn? Mình mời các bạn. Đây. Tôm. Đây là tôm thẻ ha các bạn. Mình chấm với muối chanh, mình lọt vỏ cũng được, không lọt vỏ cũng được ha. Nói chung tôm này thì nó cũng mềm mà vỏ không cứng mấy đâu, nên có thể mình ăn được vỏ, là ăn được vỏ cũng được, ăn không ăn cũng được, mình ăn kèm với dưa leo cũng được. Tôm ngọt quá các bạn ơi. Ăn này chấm muối chanh nó ngon lắm. Nó đã rồi ơi. Ngon quá. Tôm rất là tươi luôn á, nhưng mà mình không có quay lại cái cảnh nó còn sống cho bạn xem ha, tại vì bảo xong tại có khi nhầm video nào mình cũng quay gì á nó nhàm chán các bạn, nên mình tiết kiệm thời gian ha, mình quay cho các bạn xem luộc lên rồi mình ăn luôn gì à. Trời ơi, ngon nước nắp luôn. Đây là tôm sú nhỏ. Ngon quá. Tôm tươi Cà Mau có khác bạn ơi. Các bạn đợi mình ăn một chút xíu tôm ha, rồi mình sẽ lọc cua ra các bạn xem. Cua này cua cái ha các bạn. Ngon lắm luôn á. Lâu lắm rồi mình cũng ăn như vậy các bạn. Mấy clip trước á mình cũng hay làm lắm, hay làm tôm nướng nè, tôm nướng muối ớt, rồi tôm luộc có luôn, tôm sú luộc luôn. Nhưng lúc đó mình ăn chung với vợ mình ăn riêng cũng có luôn, nhưng hôm nay mình ăn một mình à. Nó đã. Tôm rất là ngọt nha các bạn. Tôm này tôm thẻ tự nhiên á. Ngon quá bạn. Đúng là tôm tươi á. Mà các bạn luộc lên á, các bạn luộc chút xíu nước thôi, các bạn thấy nó vừa đỏ đỏ ha, là các bạn tắt bếp được rồi. Các bạn đừng để lâu. Để lâu thịt nó sẽ không ngon đâu, và nó sẽ không ngọt.
Các bạn xem mà. Coi này, cua gạch ha. Nhìn cái yếm là các bạn biết rồi đó. Yếm này nó to to nè, là cua gạch ha, cua cái ha. Còn cái yếm nó nhỏ nhỏ nhỏ. Yếm nó nhỏ nhỏ lần đực. Trước khi mà nó còn sống á, mình đâm cho nó chết ha. Luộc lên này sẽ gãy càng các bạn. Đây mình sẽ lột con cua ra cho đóng hôi chứ các bạn ơi. Ăn này quá trời đóng hôi. Đó. Cho bạn xem mà. Bạn thấy chưa? Quá trời gạch luôn ha. Đây. Các bạn thấy chưa? Thấy cua quá gạch ha. Quá gạch trong luôn á. Cái này mình sẽ bỏ đi các bạn. Đó. Trời ơi. Đây mình sẽ cho các bạn nhìn gần nè. Đây. Quá trời gạch luôn ha. Càng cua. Bạn thấy chưa? Quá cho thịt luôn á. Con này rất là nhiều thịt. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ơi. Thịt. Bạn nhìn nè. Trời ơi quá dày gạch luôn các bạn. Đúng là cua chất lượng Cà Mau hả các bạn. Nhìn là gạch nhìn thấy ham luôn á. Cua này là loại cũng nhỏ cũng vừa các bạn. Nếu mà loại to á, loại đúng là gạch luôn á, là nói thiệt chứ ăn là nhức nách luôn á. Mời các bạn ha. Thịt ở trong. Còn gạch này nè, cái mảnh tách này không? Bằng ắn nè, bằng ắn lên nè, bóp nó, bằng đẩy lên ha, đẩy này lên nè, bằng lấy ra từ từ, đó, cái này phần này nó cũng là cũng ăn được ha, nhưng mà ăn mé mé đây nè, mé này ăn rất ngon. Ngon quá. Còn hai bên đây có gạch nè. Bóp bỏ. Đây, đây bằng gạch nó. Bằng gạch đó. Rất là béo. Cái này chắc mình xử không hết đâu các bạn ơi. Nhiều quá. Tại vì con cua ăn nguyên cua là thấy no rồi. Cái con này nói thiệt các bạn chứ ăn xứng đáng luôn bạn chấm mà.
chấm muối ớt chanh đó. Ăn tôm phải ai chấm muối ớt chanh nó mới ngon hả các bạn ơi. Chấm càng nhiều ngon. Gạo ứt. Tự hưởng thụ các bạn. Đúng ngon luôn. Ồ à. Nói chung hôm nay làm mâm hải sản các bạn, mình ăn không hết các bạn ơi. Nó rất là nhiều, nhiều tôm là chỉ có một con cua à. Nhưng mà cái sức của mình ăn không hết các bạn. Nói chung là tôm hôm nay rất là ngọt, cua thì có gạch ha, gạch cũng nhiều lắm các bạn. Nói chung là dưa leo thì nó giòn giòn, ăn chung rất là ngon luôn á. Với chấm, đặc biệt là chấm muối chanh các bạn, ăn là hợp lý nhất. Thì bây giờ đến đây kết thúc ha. Các bạn nào thấy hay á thì cho mình xin một like, một share và đăng ký, và nhớ rung chuông bên phải màn hình á để ủng hộ mình. Mỗi lần mình ra video thì các bạn đều nhận được tất cả các thông báo ha. Mình tạm biệt các bạn. Tạm biệt.